Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin núp lùm đánh không xuể, VTV1 ra mặt tấn công Lê Trung Khoa. Trên đài VTV1 có một chương trình được gọi là dọn rác không gian mạng. Ở khía cạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ xem những tiếng nói phản biện là rác mạng. Rác là những thứ dơ bẩn, tuy nhiên với vai trò độc quyền chân lý, giành độc quyền thông tin trên VTV1 tự cho mình là trong sạch và những trang báo lớn như BBC, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, FA đều là rác cả. Về uy tín, ba tờ báo này ăn đứt 800 tờ báo quốc doanh của Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra và bảo hộ. Nhiệm vụ của báo chí không phải là xu nịnh, không phải là bịa ra tin tốt để nói tốt cho chế độ, mà nhiệm vụ của họ là tìm những điểm đen trong chính quyền để phản ánh sự thật, đấy mới là tin tức. Với uy tín của đài BBC, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, FA mà VTV1 cũng gọi là rác thì rõ ràng VTV1 là gì rồi? Đây là hình ảnh đài VTV1 đấu tố Lê Trung Khoa. Thực tế là do quá cay cú về những yếu kém, về những tệ hại của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và bị những trang này phơi bày, nên họ mới có cách liệt các tờ báo lớn kia là rác. Tuy các trang này bị quy chụp là tin rác, nhưng rõ ràng nhân dân Việt Nam thích xem, đọc và nghe những tờ báo ấy hơn các tờ báo đảng của nhà nước. Sự dối trá là thứ tin tức độc hại. Nói về dối trá thì nhà nước Cộng sản Việt Nam có cả một bộ máy chỉ chuyên làm việc lên chuyện ấy. Đấy là Ban Tuyên giáo và rất nhiều tin tức về những trang báo tự do, những ngòi bút tự do đã bị các tờ báo nhà nước Cộng sản chụp mũ là xấu, là độc hại. Tuy nhiên, thực tế không ai thấy những tờ báo ấy làm hại gì nhân dân. Những tờ báo ấy không trục lợi từ người dân, họ cũng không dùng tiền thuế của dân để xây tượng đài ngàn tỷ. Họ không dùng tiền thuế của dân để xây dựng cổng chào hàng trăm tỷ. Họ cũng không cướp đất của dân và họ không bòn rút tiền của dân để bỏ vào túi riêng. Thì làm sao nói những gì họ viết ra là độc hại cho được? Về mảng chính trị, chính sự, dối trá có hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam là thứ rác, chứ những trang báo tự do không phải là rác. Đúng hơn, những tờ báo tự do đã làm một việc rất cao cả. Đó chính là vạch trần những thông tin rác rưởi do báo chí đảng tung ra mỗi ngày. Lê Trung Khoa cũng bị tờ VTV1 đấu tố và được đứng trước với những tên tuổi lớn như làng báo như BBC, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, FA cũng là vinh dự. Tuy họ gọi Lê Trung Khoa và luật sư Nguyễn Văn Đài là những người tung tin rác, nhưng thực chất thì chính hiểu nhiều bạn đọc giả, người đọc đã chọn đọc những tin hải ngoại này thay cho những tờ như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, vân vân của đảng. Điều dễ thấy là chúng tôi luôn phản biện chính sách của nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhưng VTV, Nhân dân, Quân đội, Nhân dân, Tiếng Nói Việt Nam, VOV chủ yếu là chụp mũ chúng tôi. Đấu tố là một cách mà họ làm rất hay làm. Phản biện là cách của người trí thức. Vào ngày 29 tháng 9, chương trình đối diện dọn rác không dần mạng, VTV1 đã nói những tờ báo nước ngoài ngoài vòng kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam là rác. Và Đài Truyền hình Quốc gia của Đảng Cộng sản Việt Nam, VTV, là một cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản. Người đứng đầu của Đài Truyền hình này là một ủy viên Trung ương Đảng, ngang hàng với Bộ trưởng. Nói chung, Đài Truyền hình là một cơ quan ngang bằng với một bộ. Tuy lớn như vậy, nhưng Đài Truyền hình này không xứng đáng là một tờ báo mà nó là một cơ quan tuyên truyền cho Đảng thì đúng hơn. Đây là hình ảnh Đài BBC cũng bị VTV cho là rác. Công tác báo chí là người có nhiệm vụ đưa thông tin trung thực. Điều thường thấy ở báo chí tự do là thường tìm kiếm cái sai của nhà nước để phản biện nhằm tạo sự thay đổi theo hướng tốt hơn cho nhà nước. Nhà nước của các nước dân chủ hàng đầu trên thế giới như Canada, Úc, New Zealand, Đức, vân vân, họ tốt hơn và tốt lên không phải vì được ca tụng mà vì họ thường xuyên bị chỉ trích. Tuy nhiên, với Đảng Cộng sản Việt Nam thì công việc chỉ trích của Đảng và nhà nước lại bị chụp mũ là phản động, là xuyên tạc, là bịa đặt, vân vân. Và có rất nhiều tiếng nói phản biện đã phải bị ngồi tù như nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy, nhà báo tự do Trương Duy Nhất và rất nhiều người khác nữa. Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn sửa đổi để tự do hơn. Đấy là điều nguy hiểm cho đất nước này. VTV cùng với tờ báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, vân vân là cơ quan đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, cộng thêm có khoảng 800 tờ báo nhà nước các loại, nhưng chỉ nói lên một tiếng nói duy nhất, đó là ca tụng Đảng và tấn công những cá nhân hay những tờ báo nào ngoài tầm quyền sắc của Đảng và với một ngân sách hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân phải trả cho họ.
bản chất của VTV là gì, điều này cũng được dư luận đặt ra. Ý thức được người dân Việt Nam cần biết được sự thật, cần tiếng nói phản biện. Lê Trung Khoa và những người bạn càng phải cố gắng làm phản biện xã hội để cho người dân thấy rõ hơn bản chất của vấn đề, của những chính sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ làm, nó nguy hại đối với người Việt Nam như thế nào. Nếu nói VTV tự tô hồng cho Đảng, thì chúng tôi sẽ bóc lớp phấn hồng ấy cho người dân được biết sự thật, bộ mặt thật của Đảng. Hình tượng truyền thông quốc doanh của nhà nước Cộng sản Việt Nam là thứ truyền thông bẩn và độc hại, vu khống báo giáo dân Thái Hà, cắt ghép lời phát biểu của Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt và việc ngậm máu phun người ở vụ Đồng Tâm đã cho thấy VTV bất lương như thế nào. Người dân Việt Nam đã đặt cho VTV cái biệt danh là vua tin vịt, quả là không sai. Hãy quan sát những gì người dân xem trên TV thì thấy rõ, đa phần người ta xem thể thao và giải trí mà thôi. Mặc dù phải trả phí, còn chương trình thời sự, mặc dù miễn phí, cũng chỉ dành cho các ông bà già gần đất xa trời và số ít đã bị ngu dân đến thâm căn cố đế không thể cứu vãn được. Ngay đến cựu chiến binh, một lực lượng lẽ ra phải tin tưởng tuyệt đối vào những gì tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói thì giờ cũng hết tin luôn. Họ cảm thấy đau xót vì mình đã hy sinh xương máu để xây dựng cái xã hội thối nát như ngày nay. Rồi đến nông dân, trong đó có những đảng viên Đảng Cộng sản thuộc tầng lớp dưới đáy của Đảng, những người từng nhịn ăn, nhịn mặc và gạt nước mắt tiễn chồng, tiễn con của họ vào hết lò chiến tranh này đến lò chiến tranh khác, cũng không còn tin nữa. Con em của họ đã chết vô nghĩa. Đây là hình ảnh đài tiếng nói FA cũng bị VTV coi là rác. Tất cả đã mất lòng tin trầm trọng vào tuyên truyền điều toa của tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam, vì thực tế xã hội trước mắt họ không phải những gì tuyên giáo Cộng sản nói trên VTV hay Báo Nhân dân hay Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Đừng nghĩ rằng chỉ có gia đình và Cấn Thị Thêu là đảo đảo chế độ Cộng sản bất nhân vô nhân đạo. Đó là tiếng thét đại diện cho hàng triệu người dân cần lao của Việt Nam. Những sự thật đó, dù Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình che giấu, xuyên tạc, cũng không khiến người ta thêm tin vào hệ thống tuyên giáo. Và giờ đây, đài VTV của nhà nước Việt Nam chẳng khác gì kênh truyền hình của dư luận viên rẻ tiền. Nói về bản chất thì VTV không khác gì lực lượng 47 và lực lượng dư luận viên, thành phần mà cả xã hội đã khinh bỉ vì bản chất nô bộc của nó. Nếu xem về nội dung chính trị thì VTV không khác gì kênh Việt Zonic của dư luận viên cả. Trước đây, tất cả phải nghe xem đài quốc doanh để biết thời tiết, tin dịch bệnh vân vân. Nay người ta đã có vô vàn nguồn tin khác nhau, cần phải nói thêm, không chỉ có hệ thống truyền thông quốc doanh Việt Nam đánh mất lòng tin của khán giả, tình trạng này là một đặc sản của chế độ Cộng sản nói chung rồi. Vì nó đã mục xuống đến tận xương, tận tủy. Hệ thống truyền thông nằm trong tay của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, nên đài VTV muốn nói gì thì nói, miễn sao điều đó bảo vệ của Đảng và nhà nước của họ thôi. Thực chất không có lực lượng nào độc hại hơn Cộng sản, nhưng họ vẫn vu cáo các tờ báo lớn khác như BBC, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, FA và những tờ báo nhỏ như Thời báo .d là độc hại. Đây là hình ảnh VTV chỉ xem phe mình là không phải rác. Bây giờ, sự mất lòng tin của công chúng vào truyền thông quốc doanh đã khiến công chúng hoài nghi cả thông tin thật về dịch COVID-19 đang hoành hành ở Sài Gòn và Hà Nội. Quả là tai hại. Chỉ vì truyền thông quốc doanh đã nói điêu quá nhiều. Từ con số chống dịch và những chính sách của chính quyền Cộng sản Việt Nam đều được VTV ca tụng. Nhưng thực chất người dân đã bị hành hạ và hành ra bã, họ không còn gì cả, không còn gì ăn, mất hết thu nhập và cũng mất luôn tương lai. Lê Trung Khoa và Thời báo .d quyết không sợ, dù cho Đảng Cộng sản Việt Nam có tức lồng lộn, dù hệ thống báo chí quốc doanh có tấn công thế nào, thì chúng tôi vẫn mãi mãi là như vậy, sẽ không có gì có thể lay chuyển được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 10 năm 2021 với bản tin Núp lùm đánh không xuể, VTV1 ra mặt tấn công Lê Trung Khoa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.